Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Ngọc Đại Trần nha. Bạn hôm nay lại đấm cái bút một cái và nút Super Thanks tặng tiền cho Art. Cảm ơn Ngọc Đại Trần rất nhiều. Cao thủ tu chân diệt thiên, một kiếm diệt kim tiên, nửa bước kim tiên sao? Thêm một câu của Mạc Thừa Phong rơi xuống, tất cả các tu sĩ cường giả ở đây xem chiến biểu lộ đều là đại biến. Giữa Nguyên Anh bước đến hóa thần, giống như là lột xác từ thần phẩm Nguyên Anh chia làm lần thứ nhất chuyển hóa đến lần chuyển hóa thứ 9. Sau 9 lần biến hóa mới có thể hóa kén thành bướm tiến vào hóa thần. Mà giữa hóa thần cùng thánh nhân lại là luân hồi, cái gọi là lục đạo luân hồi, là lấy tuyệt phẩm thánh nhân chia làm thần hóa lần thứ nhất đến lần thứ 6. Sau lục đạo luân hồi mới có thể trở thành thánh nhân. Mà giữa thánh nhân đến độ kiếp, thuần túy chính là so đấu của lực ý chí cùng thiên phú võ đạo. Không có lột xác, cũng không có luân hồi. Chỉ có những thiên chi kiêu tử được tuyển chọn kia mới thể đặt chân vào độ kiếp, trở thành kim tiên. Cho nên giữa thánh nhân cùng độ kiếp cũng không có nhiều sự phân chia nhỏ. Có chăng chỉ là giữa thánh nhân cùng độ kiếp cách nhau một cảnh giới mà thôi. Cảnh giới này đều được gọi là nửa bước kim tiên, cao hơn thánh nhân như là ở phía dưới độ kiếp. 100 tuyệt phẩm thánh nhân mới có một người có thể có cơ hội đặt chân vào độ kiếp. Đây là xác suất 1%. Còn nếu là đặt chân vào nửa bước kim tiên thì xác suất tiến vào độ kiếp kim tiên liền sẽ tăng lên gấp bội, đạt tới khoảng 50%. Cái này chính là bản chất khác nhau giữa nửa bước kim tiên cùng tuyệt phẩm thánh nhân. Mà đi tới tình trạng nửa bước kim tiên này đã không cần hiển hóa thiên địa dị tượng, liền có thể đủ để dùng lực lượng bản thân kết nối với năng lượng vũ trụ để bản thân mình sử dụng. Mạc Thừa Phong giờ phút này không thể nghi ngờ so với Đông Hoàng Thái Nhất, một tuyệt phẩm thánh nhân mạnh hơn không chỉ là một bậc. Mạc Thừa Phong thế mà đạt đến cảnh giới như vậy. Trong trận doanh Diệp tộc, Diệp Huyền hai mắt chấn động, mang theo vẻ kinh hãi. Phải biết, cho dù là tại bên trong Diệp tộc tinh không, cường giả nhiều như mây, nửa bước kim tiên đó cũng là một tài sản vô cùng quý giá. Bọn họ đi chuyến này tổng cộng có 6 vị trưởng lão dẫn đầu, mà trong đó cũng chỉ có một vị nửa bước kim tiên mà thôi. 5 vị còn lại thì là tuyệt phẩm thánh nhân. Bởi vậy có thể thấy được nửa bước kim tiên là trân quý đến mức nào. Đan Thần Cốc chỉ là một thế lực nhất lưu lại xuất ra một vị nửa bước kim tiên. Đan Thần Cốc thời khắc này đã trọn vẹn có thể cùng Chân Võ Thánh Môn, một thế lực siêu nhất lưu, sánh vai cùng. Hoa Đồng Ảnh hai mắt đẹp rung chuyển nhẹ nhẹ, vẻ lo lắng trong mắt càng lúc càng đậm hơn. Diệp Thiên mặc dù đã hồi phục lực lượng, nhưng địch nhân mà anh đang đối mặt lại là càng thêm khủng bố. Đối mặt với Mạc Thừa Phong, khí tức như vực sâu, Diệp Thiên hai mắt có chút híp lại, nhưng biểu lộ vẫn không có quá nhiều biến hóa. Ngược lại là Đông Hoàng Thái Nhất phía sau anh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Nghĩ không ra mà cốc chủ tiềm tu bế quan trên vạn năm, rốt cục cũng đột phá cảnh giới tuyệt phẩm thánh nhân, lại bước về phía trước thêm một bước. Khóe miệng của hắn mỉm cười, nhưng trong mắt không có nửa phần kiên kỵ, ngược lại là dâng lên một tia lạnh thấu xương. Vì mà cốc chủ đã điều động toàn lực để hành động, vậy ta làm sao lại có thể che giấu bí mật của mình đâu chứ? Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức giơ bàn tay lên. Cổ chung đang trôi nổi trong lòng bàn tay hắn, rung động nhẹ nhẹ, phát ra từng tiếng chuông ngân dài, khi thì khoan thai, khi thì trầm muộn. Đông Hoàng Chung đoạt tạo hóa. Hắn quát khẽ một tiếng, tại đỉnh Đông Hoàng Chung đột nhiên phun ra một luồng ánh sáng màu đỏ máu yêu dị. Luồng ánh sáng màu đỏ máu này ban đầu chỉ lớn chừng ngón cái, nhưng tại một khắc nó bắn vào trên người Đông Hoàng Thái Nhất đã đột nhiên khuấy động, kéo ra một đạo trường hồng huyết sắc hơn 100 mét. Thân thể của Đông Hoàng Thái Nhất cũng tại lúc này tăng cao lên, trong khoảnh khắc liền từ một nam tử cao gần 2 mét biến thành một nam tử cao khoảng chừng 4 mét. Mà khí tức của hắn cũng tại thời khắc này tăng vọt, rất nhanh liền đục đến bích chướng tuyệt phẩm thánh nhân. Mà khí tức của hắn tuyệt đối tại lúc này không ngừng lại, chỉ nghe trong cơ thể Đông Hoàng Thái Nhất truyền ra những tiếng khớp xương giãn ra giòn tan, sau đó chính là một loạt âm thanh lốp bốp tựa như hạt đậu nổ tung. Khí tức của hắn rốt cục cũng đột phá tuyệt phẩm thánh nhân, so với trước đó không chỉ là mạnh hơn một lần, đúng là cùng Mạc Thừa Phong đều không thua kém bao nhiêu.
Lần biến đổi này làm cho các vị cường giả tu sĩ xung quanh biểu lộ lại chấn động. Lại xuất hiện thêm một vị nữ bước kim tiên nữa hay sao? Đông Hoàng Thái Nhất tại dưới sự đoạt tạo hóa của Đông Hoàng Trung, lực lượng lại tăng vọt, cũng đạt tới cảnh giới nửa bước kim tiên. Hiện tại giống như một trước một sau, hai vị nửa bước kim tiên đem dịch thiên triệt để khóa chặt. Trong không khí tràn ngập cảm giác hít thở không thông, không có bất kỳ một người nào lên tiếng, chỉ là nín thở ngưng thần nhìn về chiến trường phía trước. Bọn hắn gần như vững tin, không tới 50 hiệp, Diệp Thiên liền sẽ bị hai người này oanh sát thành cặn bã. Hai vị nửa bước kim tiên đến hay lắm. Đối với cục diện trước sói sau hổ, Diệp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó một chưởng nâng lên, năm ngón tay tại hư không tóm lại, tựa như bắt được cả một thế giới. Tại trong lòng bàn tay oanh, vàng, xanh, trắng, tím bốn màu bắt đầu ngưng tụ, đây là đại biểu cho bốn loại lực lượng nguyên tố của bốn thần thú. Bốn loại sắc thái dần dần vặn vẹo, sau đó dần dần hóa thành một thanh kiếm ánh sáng bốn màu. Chính giữa kiếm ánh sáng có một điểm màu đen lặng yên hiện lên, tô điểm tại chính giữa kiếm ánh sáng để nó hóa thành năm màu sắc. Chân võ hổ nguyên kiếm. Kiếm này vừa mới xuất ra, một cổ khí tức hủy diệt lập tức bùng phát, hướng về xung quanh lan tràn ra. Không ít người chỉ là có chút phát giác được cổ ba động này, lập tức có một loại ý nghĩ, quay đầu bỏ chạy. Tại dưới cổ khí tức này, tu sĩ ở dưới thánh nhân chỉ cảm thấy trái tim như đang run rẩy, kém chút đạo tâm đã sụp đổ. Giờ khắc này, sắc mặt Đông Hoàng Thái Nhất cùng Mạc Thừa Phong đều là hơi thay đổi. Tại phía trên kiếm ánh sáng trong lòng bàn tay Diệp Thiên, bọn hắn cũng phát giác được một cổ nguy hiểm cực đoan. Nhưng giờ phút này, tên đã ở trên dây, không bắn không được. Hai người nếu là liên thủ để không thể chém giết một tiểu bối thành phẩm nguyên anh, vậy thì sau ngày hôm nay tại trung tâm ngân hà này sẽ không còn chỗ đứng cho Yêu Hoàng Điệp cùng Đan Thần Cốc. Vô thủy đan hà. Mạc Thừa Phong khẽ quát một tiếng, sông đan hạ cửu thiên, sau người bắt đầu kịch liệt xoay tròn, vô số đan dược lóng lánh nhàn nhạt huỳnh quang lượn vòng ở trong đó. Dược lực kinh khủng hóa thành lực lượng sóng xung kích vô song, kéo dài liên miên hơn 10 vạn mét, đem thiên không nơi đây hoàn toàn bao trùm, hướng về Diệp Thiên đè xuống. Yêu Hoàng tù thiên thủ. Đông Hoàng Thái Nhất cũng trầm giọng quát lên. Đông Hoàng Trung trong tay hắn tự động bay tới lòng bàn tay hư ảnh Yêu Hoàng cực lớn phía sau lưng hắn. Cả hai dung hợp gia trì như rồng vào biển lớn, như hổ mọc thêm cánh. Hư ảnh Yêu Hoàng cực lớn đột nhiên mở mắt, sau đó một bàn tay đại yêu đầy móng vuốt đột ngột từ mặt đất vươn lên, tựa như muốn xé rách thương thiên, hướng về Diệp Thiên thẳng tắp chộp tới. Công kích của hai vị nửa bức kim tiên trong cùng một ngày tại cùng một chỗ, đồng thời hướng về Diệp Thiên đánh tới. Công kích còn chưa đến, hư không trên đỉnh đầu cùng dưới chân Diệp Thiên đã bị chấn nát thành hư vô, hóa thành tinh hà mênh mông lấp lánh vô biên. Mà Diệp Thiên thân ở trong đó cũng không có nửa phần tiên kỵ, chỉ là sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng xoay người, một kiếm bay múa vẽ ra những đạo hoa kiếm trên đỉnh đầu cùng dưới chân mình. Phía trên hoa kiếm bộc phát ra một luồng ánh sáng năm màu vọt thẳng lên trời, chia rõ trên dưới, khuếch tán ra, mà hai đạo công kích do Đông Hoàng Thái Nhất cùng Mạc Thừa Phong phát ra cũng là chính diện đâm vào phía trên luồng ánh sáng năm màu này. Tất cả mọi người đều coi là lần đối đầu này tất nhiên sẽ như sao hỏa đụng vào mặt đất, vô cùng kịch liệt, nhưng sau một khắc nét mặt của bọn hắn lại đồng thời đông cứng lại. Không có bất kỳ một vụ nổ nào, không có bất kỳ thế giằng co gì, những nơi luồng ánh sáng năm màu đi qua, bàn tay của đại quỷ cùng năng lượng sóng xung kích, không có chút dấu hiệu nào, không có chút sự phản kháng nào, đúng là tại trong khoảnh khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà luồng ánh sáng năm màu tuyệt nhiên không vì vậy mà ngừng lại, vẫn tiếp tục chia ra làm hai đường, trên, dưới, hướng về phía trước lan rộng ra. Đây là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Mạc Thừa Phong căn bản là không kịp phản ứng, bị luồng ánh sáng năm màu đồng thời thôn phệ nuốt chửng. Trên bầu trời, luồng ánh sáng năm màu bao trùm phương viên hơn vạn mét, ước chừng kéo dài hơn 3 phút đồng hồ, luồng ánh sáng năm màu này mới dần dần rút đi. Đợi đến khi nó triệt để tiêu tán, đám người rốt cục cũng thấy rõ cảnh tượng trong hư không. Chỉ thấy tay trái Diệp Thiên chắp sau lưng, tay phải còn duy trì tư thế cầm kiếm, mà kiếm ánh sáng năm màu trong tay anh đã biến mất.
mà biến mất cùng một chỗ với kiếm ánh sáng còn có hai vị tuyệt đại cường giả tu vi đạt tới nửa phẩm, nửa bước kim tiên kia. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Mạc Thừa Phong cứ như vậy biến mất khỏi thế gian, tìm không được nửa phần tôn tích, không cảm nhận được nửa điểm khí tức. Giữa thiên địa chỉ có một thân ảnh ngạo nghễ đứng đó, kiêu hãnh mà bất diệt. Hết. Còn nha, còn nha.